bác sĩ cứ kêu là bị viêm thần kinh tọa và cho uống thuốc giảm đau, và đây cũng là một điều muốn nói tất cả mọi người là các bác sĩ chỉ cho uống thuốc giảm đau để mình hết đau, nhưng mà thực ra cái bệnh nó tiến triển ngầm, nó ngầm cho đến khi em không đi được nữa. Sống cổ của em mà nó chạy qua tới gần bên vai luôn, thành ra bây giờ cái cuộc sống em nói chung là nó dứt dắt giống như là sách cũng nhiều, sách cũng nhiều. 1m8 59. Nghe sao? Dạ. Nghe nó ngủ rồi quay qua đây. Máy này gỗ cần cân kilo phải không? Rồi xích tới đây chung. Đó, gọi là đắp. Thêm thả lỏng đi đi sợ. Coi tôi đây. Rồi đây bên kia. Xong rồi, tốt. Rồi, bước lên to lại. Rồi, qua đo lại đi. Một mét 8, mét 6, nãy hơn phân. 1m60. Rồi được rồi. Mét 59 à? Giảm phân. 1m60. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Ở đây bây giờ tình hình sao rồi, nghe sao rồi? Dạ, thấy nó nhẹ, nó nhẹ bên cái vai, với lại cuộc sống thẳng giống như nó nhẹ, nó rời ra được. Nó ok rồi. Thôi, được rồi. Hốp đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.